Rồi xin chào tất cả quý anh em. Hôm nay lên cho anh em một cả phuộc siêu vip luôn nha anh em nha. Phuộc rim Thái zin heo xe. Đời 93 nha anh em. Cái đời 9293 là cái phuộc của nó không có đát luôn. Để cho anh em nào chúng ta thắc mắc. Đây. Anh em nhìn nha. Phuộc rim Thái zin này. Đó, ti là anh em nhìn biết ti zin ngay, khỏi phải nói nhiều. Đúng không ạ? À? Đó, đời này nó không có đát nha. Không, cái cặp phuộc này thì hôm bữa một anh khách ảnh có hỏi mình á, thì mình có về từ hôm bữa rồi, mình đăng mình có chụp chọn nhưng mà do khách kêu không có đát nên khách không lấy. Thì hôm từ hôm bữa giờ mình quên đăng lại cho anh em, cặp này nó biết kinh khủng luôn. Thì nó biết như thế nào thì mình sẽ qua cho anh em coi. Ti này. Đẹp không anh em? Khủng khiếp luôn. Rất là mới luôn nha. Đấy. Ti vàng khè luôn. Đấy, cặp ti này anh em nhìn là biết ti zin ngay. Thấy chưa? Nhìn khỏi nó nhiều luôn. Đàn là qua sao nói vậy cho anh em nha. Quay này. Đây, anh em nhìn chân nó đi. Này. Chân khủng không? Rất là đẹp nha anh em. Đó. Rất là vip luôn. Này, chân này. Đó, đúng chân zin heo xe nha. Cực mới luôn. Cực kỳ đẹp nha anh em. Bấm điện này. Chưa? Rất là mới nha anh em. Phần người này. Thôi. Ghê lắm anh em. Đó. Cặp này thì không có gì để chê anh em. Mà gọi là mấy cặp phục đời đầu nó êm dữ lắm anh em ơi. Cặp đời đầu này, cặp này không êm, không lấy tiền anh em luôn á, thật sự nha. Đó. Để mà gọi là bây giờ mà kiếm được cặp phục rim Thái mà cỡ này không phải dễ nha anh em. Nhìn đi. Chân cẳng nó cỡ này anh em biết rồi ha. Đó. Rất là mới nha anh em. Ti này. Đó. Anh em nào thích chơi phục đời đầu thì liên hệ mình nha. Anh em nhìn, anh em cứ nhìn thực tế, nhìn kỹ trong clip là anh em biết là cái ti này là ti zin hay là ti lào, loại nào là nhìn là biết ngay, không cần phải nói nhiều à. Đó, nhiều anh em không biết đồ, không biết đời thì anh em không nói ở phuộc tim là lúc nào nó cũng phải có mã, nhưng mà không phải anh em nha, có những đời nó chưa không có mã luôn. Đó, cho nên là anh em cứ yên tâm về cái vấn đề chất lượng nha. Thì cặp này đặt bán anh em mức giá nó hơi căng một chút xíu, nhưng mà so ra thì nếu mà so với tình trạng của phụ này thì nó cũng rẻ, nó không đắt anh em. Là 1.500.000 nha anh em nha. Thì cặp này thì tùy người thấy đắt hay người thấy rẻ, nhưng mà thấy đạt thì đạt thấy nó cũng bình thường, cũng không đắt lắm. Tại vì hồi trước mình bán cũng một cặp như vậy, mình đạt bán đến 1.800.000 lận, một đặt đăng lên là có khách mua liền, có khách đặt liền luôn. Thì nó thật với anh em, cặp này mình bán 1.500.000 chắc là trong vòng 10 phút là bay. Cho nên là nếu mà anh em có nhu cầu thì anh em tranh thủ này. Rất là đẹp nha. Đời đầu anh em cái ống này nó sẽ hơi loe ra nha anh em nha. Cái này đời đầu cái ống này nó hơi loe ra một chút xíu này, nó hơi vặn nhẹ ra nha. Đấy, anh em mà chúng ta chơi xe là anh em sẽ biết. Đó, không có gì để mà bàn cãi với cặp phụ này đâu nè. Đẹp lắm. Bộ này thì khỏi bàn nha anh em. Chất lượng cực kỳ đỉnh luôn. Đó, anh em nào chúng ta có nhu cầu thì mình liên hệ với Đạt nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Anh em mà chúng ta biết những cái đời phụ mà nó không có mã thì anh em cứ comment cho Đạt, để cho những anh em mà chúng ta chưa biết anh em yên tâm ha. Rồi, cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Chào tạm biệt tất cả quý anh em nha.